Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế xem xét đề xuất với Chính phủ bổ sung thêm đối tượng là công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã có gần 1.100 ca trên tổng số 2.405 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là đoàn viên, người lao động và hàng vạn trường hợp F1, hàng chục vạn trường hợp F2 là công nhân, viên chức, lao động. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, một bộ phận công nhân lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động.